Chào các em, hôm nay thầy xin hướng dẫn các em tiếp cái nội dung của tuần thực hành thứ hai là giải hệ phương trình đại số phi tuyến. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng trong khi mà các em sau này làm những cái bài toán kỹ thuật. Bởi vì là một phương trình thì cũng phổ biến rồi, nhưng mà hệ phương trình thì cũng không phổ biến không kém đâu. Mà nó cũng rất là khó đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ lúng túng không biết xử lý như thế nào, như là những hệ phương trình của chúng ta là hệ phương trình phi tuyến. Thì thực hành tuần 2 này thì các em cũng sẽ có là mỗi người một đề. Và chúng ta sẽ có ba phương pháp. Thứ nhất là vòng lặp đơn giản. Thứ hai là vòng lặp Gauss-Seidel và thứ ba là phương pháp Newton. Với mỗi một cái phương pháp thì đây là cái định dạng đầu ra của cái bảng mà các em cần phải trình bày cho thầy, nộp cho thầy. Thì nhìn chung thì ở đây thì trước mắt là thầy xin giới thiệu với các em bằng bằng cái phần mềm Excel để giúp cho các em làm được cái điều này. Thì đề của chúng ta thì là mỗi người một đề như thế này, có 40 đề tất cả. Hôm qua một cái ví dụ thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách làm. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có là một cái hệ ba phương trình ba ẩn. Hệ ba phương trình ba ẩn là như các em nhìn trên hình vẽ. Bài tập của các em, đề của các em thì cũng là cái hệ phương trình ba ẩn, ba phương trình. Và mỗi một phương trình đều là bậc 2, đều là phương trình bậc 2, ba biến, được chưa? Rồi. Thế thì các em nhớ rằng ấy là những cái phương pháp mà vòng lặp, ở phương pháp vòng lặp Gauss-Seidel hay là vòng lặp đơn, thì cái mấu chốt của nó là các em phải biến đổi về ba phương trình. Ba phương trình ban đầu phải biến đổi về ba phương trình là x sẽ bằng là g1 của một cái hàm x y z, y thì cũng bằng một cái hàm g2 x y z, và z thì sẽ bằng một cái hàm g3 x y z. Cái vấn đề ở chỗ là làm sao ta tìm được cái hàm g1, g2 và g3 này. Ở đây ấy, thì các em chú ý này, như trong ví dụ này thì cái phương trình đầu tiên thì các em sẽ giải phương trình đầu tiên với ẩn là x, thì đó là một phương trình bậc 2 ẩn x, các em thấy không, bậc 2 của x gì này, thì y và z các em coi là những cái tham biến, hiểu vấn đề không? Còn x sẽ là ẩn số của em, thì em giải phương trình bậc 2 theo ẩn x thì em sẽ có được là hai nghiệm. Đây là trừ b cộng trừ căn delta đó, chia cho 2a đó, nó là như thế này. Rồi tương tự, từ phương trình số 2 em giải theo ẩn y, đây là phương trình bậc 2 theo ẩn y, em giải ra thì em sẽ có được là cũng có hai hai ẩn là hai nghiệm. Và cái phương trình ở cái hàm thứ ba thì em giải phương trình theo ẩn z thì em cũng sẽ có, bởi vì theo ẩn z thì nó là phương trình bậc 1, do đó em chỉ có một nghiệm mà thôi. Ở đây các em thấy rằng là nếu như mà các em suy nghĩ cho kỹ ấy, thì em sẽ đặt câu hỏi là thưa thầy, tại sao thầy lại dùng cái phương trình đầu tiên là hàm f1x để thầy lại giải theo ẩn x mà thầy không dùng cái hàm f này để thầy tìm ẩn y hay ẩn z, đúng không các em? Đúng đúng nè, tại sao thầy lại không tìm theo ẩn y ẩn z mà thầy lại tìm ẩn x, hay là tại sao thầy lại dùng cái phương trình số 2 này để thầy tìm ẩn y mà thầy không dùng cái phương trình số 2 này để ẩn x hay ẩn z, hiểu vấn đề không? Tương tự, và tại sao thầy lại dùng cái phương trình số 3 này để thể hiện tìm ẩn z mà không tìm ẩn x ẩn y. Vậy thì nếu như mà các em đặt câu hỏi như vậy thì các em sẽ thấy rằng là đúng, em hỏi thế là rất đúng, em hỏi như vậy là rất đúng. Vì thế thì trên thực tế các em, thì trên thực tế thầy xin trình bày với các em là các em có, nếu như mà mỗi một phương trình đều là phương trình bậc 2, các em để ý này, nếu như mà với mọi phương trình đều là cái phương trình bậc 2 theo cả ba biến x, y và z, em để ý này. Nếu đây ở phương trình thứ nhất là em đều là bậc 2 theo cả x, y, z. Phương trình số 2 cũng là bậc 2 theo cả x, y và z. Phương trình số 3 thì chỉ là bậc 2 theo ẩn ẩn y mà thôi, x và z thì không. Nhưng mà nếu như mà đề bài của các em á, đề bài của các em thì tất cả các phương trình đều là, em để ý tất cả các phương trình đều là bậc 2 theo cả x, y và z, hiểu vấn đề không? Tất cả luôn. Vậy thì rõ ràng là tối đa thì em thấy này, cái hàm f1x này em hoàn toàn có thể dùng để giải tìm ẩn x, thì em sẽ có hai nghiệm. Đây, thầy xin nói với em cụ thể như thế này. Đây, ví dụ đi. Em hoàn toàn có thể dùng hàm f1x để em tìm ra ẩn x. Thì em sẽ có hai nghiệm. Hai nghiệm đó sẽ chứa y và z, được chưa nào?
Tương tự, em hoàn toàn có thể dùng cái phương trình F1X để tìm ẩn Y. Và em cũng có hai nghiệm. Và lúc này hai nghiệm của em sẽ phụ thuộc vào X và Z. Được chưa? Tiếp theo, em vẫn hoàn toàn dùng phương trình số 1 để em tìm ẩn Z. Thì cái đó sẽ chứa ẩn X và Y. Được chưa? Đấy là xong. Như vậy ở đấy là xong. Xong cái hàm F1X nhé. Đây, từ đây đến đây là xong hàm F1X. Tương tự thì hàm F2X. Em hoàn toàn có thể dùng nó để tìm ẩn X, ẩn Y, ẩn Z. Được chưa? Và cuối cùng là hàm F3. Cũng hoàn toàn có thể dùng nó để tìm ẩn X, ẩn Y và ẩn Z. Như vậy thì em thấy rằng là rõ ràng ở đây em sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thì có điều rằng là nếu như em dùng cái thằng này để tìm ẩn X thì em không được dùng cái thằng này để tìm ẩn Y, ẩn Z nữa. Hiểu vấn đề không? Mà em phải dùng một là dùng các cái phương án còn lại để em tìm ẩn Y, ẩn Z. Và nếu mà như vậy thì thầy nói sơ sơ với em sẽ có 48 trường hợp. Được chưa nào? 48 trường hợp. 48 trường hợp để em có thể lựa chọn được cái hàm G1, G2 và G3 của em. Được chưa nào? Còn ở đây trong cái tình huống này á, trong cái tình huống này ở đây thì nó sẽ có 4 trường hợp. Nó sẽ có 4 trường hợp. Như là cái phần lý thuyết thầy đã trình bày rồi, phương án 1 thì là nó dùng hàm như thế này, phương án 2 là dùng thế này, phương án 3 là dùng thế này. Em cứ xem cho kỹ tổ hợp của nó. Và cái vấn đề ở chỗ là với mỗi một phương án thì em xem rằng nó có thỏa mãn điều kiện hội tụ hay không. Được chưa nào? Ở đây thì thầy nhắc lại phần lý thuyết này, như vậy giải ra đây thì phương án thứ nhất, hàm xì sẽ bằng G1 thì G1 của em sẽ là cái nghiệm đầu tiên, là cái nghiệm này ở trên này này. Nó dùng cái này là để làm tìm ẩn x. Rồi sau đó thì nó dùng cái hàm đầu tiên ở đây, ở trên này để nó tìm ẩn y. Và hàm z thì nó không đổi rồi. Đây. Thì đây là phương án đầu tiên. Thì khi mà em có được cái phương án đầu tiên rồi ạ, thì em phải tính cho thầy cái Jacobian, ma trận Jacobian, là em đạo hàm từng cái g này theo biến x, biến y và biến z. Hiểu vấn đề không? Đây, ma trận Jacobian là 3 nhân 3. Để thầy đưa vào cái bảng như thế này. Thì đây là đạo hàm của hàm G1 theo ẩn x. Vì do là cái hàm G1 của em không chứa biến x mà chỉ biến x, y và z, cho nên đạo hàm theo x sẽ bằng 0, nghiễm nhiên là như vậy. Và sau đó em đạo hàm nó theo biến y và đạo hàm nó theo biến z. Tương tự như vậy, hàm G2 em đạo hàm theo biến x thì do cái hàm G2 này không có chứa biến y, là do ta chuyển vế sang bên này mà ta tìm y theo nó mà. Cho nên nếu không chứa biến y thì do đó đạo hàm của nó theo biến y sẽ bằng 0. Và đây là đạo hàm của hàm G2 theo biến là z. Và cuối cùng đó là đạo hàm của hàm G3 theo x, y và z, do không chứa ẩn z cho nên đạo hàm theo z là bằng 0. Rồi. Sau đó thì em phải tính tổng trị tuyệt đối của những cái đạo hàm này ở cái điểm vị trí mà em đang xét, xem là nó có thỏa mãn điều kiện hội tụ hay không. Đáng ra ở đây là nó không chỉ xét ở cái điểm bắt đầu đâu, mà còn phải xét trong cái khoảng giá trị mà em tìm nữa cơ. Nhưng mà thôi, ta tạm thời ta tìm đây đến như một cái dấu hiệu cho chúng ta thôi. Như vậy thì em phải kiểm tra ba cái điều kiện này. Thì nếu như ba cái điều kiện này của em ấy, mà nó không thỏa mãn là phải nhỏ hơn một ạ, thì em phải đổi sang phương án tiếp theo. Hiểu vấn đề không? Và rất có thể các phương án của em không có thằng nào có tất cả là nhỏ hơn một, thì em sẽ lấy thằng nào nhiều cái nhỏ hơn một nhất. Trong bốn phương án này, phương án nào nhiều cái nhỏ hơn một nhất thì ví dụ ở đây ta thấy rằng là trong số 4 thằng này cũng chẳng có thằng nào hoàn toàn hội đủ yếu tố đâu. Nhưng có một cái thằng mà nó gần đạt đủ tiêu chuẩn thì chúng ta có thể tạm thời tin và chúng ta kiểm tra. Và do đó thì chúng ta sẽ kiểm tra đúng cái phương án của nó. Hiểu chưa nào? Vậy thì làm sao để chúng ta kiểm tra được là cái điều kiện hội tụ này? Thì ở đây thầy có làm cho các em cái code MATLAB để các em hết sức chú ý. Đầu tiên là thầy muốn kiểm tra phương án 1 thì thầy đã soạn sẵn cho các em cái code, và cái code này em hoàn toàn có thể thay đổi để em áp dụng em kiểm tra phương án 2, phương án 3. Nghĩa là thế nào? Đây. Cái code của các em đây. MATLAB thầy đã soạn sẵn cho các em rồi. Các em chú ý nhá, đừng có viết sai đấy. Có nhiều bạn mà code của thầy mà viết sai nữa thì thầy cũng bó tay các em rồi. Code thầy soạn cho các em rồi đây. Chép lại thôi mà cũng không, nó nói đến cái ý thức của các em là các em không không có chu toàn, em không có chu đáo. Em làm việc nó hời hợt, nó đối phó, không có tốt nhá. Như vậy thì cái việc ở đây của các em chỉ thay đổi này, nghe này, trong cái code này. Nếu như các em muốn hiểu thì thầy giải thích, còn không hiểu thì các em biết rằng là các em sẽ với mỗi một cái đề của các em, thì khi mà cái đề của các em rồi ấy, thì các em phải giải tay ra theo từng cái phương án như thế này. Em giải tay ra em sẽ có được là những cái hàm như thế này. Và sau đó em sẽ kiểm tra thầy 48 trường hợp. Thì mỗi một trường hợp ấy, thì các em chỉ cần đổi lại cho thầy. Em sẽ viết một lần thôi. Hiểu không nào? Viết cái này một lần thôi.
Rồi sau đó em chỉ đổi lại cộng trừ thôi. Đây. Ví dụ như là đây thì thầy đã copy hoàn toàn cho các em là cái hàm này ở đây và đây rồi. Và em kiểm tra cho thầy là cái giá trị ban đầu của em là cái hàm x0 á, là cái điểm x0 là 0,32 thì em điểm ở đây. Được chưa nào? Vậy thì với những cái đề khác á, với những cái phương án khác, ví dụ như phương án 2 này. Phương án 2 thì thầy kiểm tra ở đây thì nó cái này nó khác cái này cái nào? Cái này thì nó giữ nguyên này. X thì giữ nguyên này, y thì em đổi này. Vậy lúc này là chỗ này là có trừ 1/2 z trừ đi 1/4. Vậy thì chỗ này là phải là thành dấu trừ này. Vậy em chỉ đổi mỗi dấu trừ thôi, hiểu vấn đề không? Còn z thì không thay đổi. Đó thì các em chú ý rằng là khi mà mình có cái code này rồi thì mình chỉ đổi một chút xíu thôi và sau đó là chúng ta sẽ kiểm tra được rất là ngay nhanh. Thì em sẽ ấn là run. Được chưa? Ấn run xong rồi ấy, thì nó sẽ hiện ra cho em đây. Đây là cái kết quả là tổng đây này. Là tổng cái trị tuyệt đối của các cái đạo hàm này theo từng của cái từng hàm một theo ba biến. Được chưa? Thì em thấy rằng là 2,9, 0,68, 1,04. Thì thằng này nó có hai thằng lớn hơn một thì mình thấy là nó chưa hoàn toàn là nó thỏa mãn. Do đó là chúng ta cũng chưa xét nó vội, ta phải xét phương án thứ hai. Phương án thứ hai thì em thấy rằng là từ cái đầu tiên là x thì mình giữ nguyên, y thì mình lấy cái thằng thứ hai, thì do đó là ta vừa nói là dấu trừ thì chỉ đổi mỗi dấu trừ ở đây thôi. Hiểu chưa? Rồi ấn nút run. Rồi để xem là nó ra cái gì. Đây là hai thằng lớn hơn một nữa thì càng không chấp nhận được. Ba thằng lớn hơn một thì càng không chấp nhận được, không đạt tiêu chuẩn đối tụ, thấy chưa? Rồi phương án 3 này. Phương án 3 thì em thấy rằng là thằng ở trên thì em thay đổi mỗi dấu trừ đây thôi. Đấy chưa? Thằng ở dưới thì đổi nó về số cộng. Đấy chưa nào? Rồi xong, ấn nút run. Xem nó ra cái gì. Đó, em thấy không? Nó ra đúng như thế này. Ở đây thì là gì? Hai cái thằng nhỏ hơn một và một cái thằng cũng xấp xỉ bằng một. Vậy phương án này là tốt nhất. Là khá tốt, chứ biết là cái thằng thứ tư tốt hay không? Là tốt nhất, gần tốt nhất. Rồi. Đến phương án thứ tư. Phương án thứ tư thì là em thấy rằng là cả hai thằng này trên là đều dấu trừ hết. Rồi ok, dấu trừ. Sau đó cái ấn nút run. Thế ta thấy rằng là cũng có hai thằng lớn hơn một. Vậy thì tốt nhất phải là cái thằng thứ ba ở trên. Ở đây. Được chưa nào? Ở đây là cộng. Tính lại. Ok. Thì do đó thì lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng là cái hàm này. Vậy thì đến đây là vai trò của MATLAB là xong rồi nhé. Các em chú ý này, đây thầy thầy chiếu cho kỹ cho các em để cái code MATLAB em theo dõi cho kỹ này. Chép lại cho nó chính xác cho thầy, được chưa? Đó, nhìn cho kỹ. Rồi như vậy thì đây thì vai trò của MATLAB là coi như xong. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái hàm này để chúng ta sẽ làm trong Excel các em. Chúng ta sẽ làm trong Excel. Đó. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm Excel 3 phương pháp để chúng ta tìm ra kinh nghiệm của nó hay như thế nào. Rồi, thì sau đây là thầy sẽ hướng dẫn cho các em dùng Excel để làm cái phương pháp vòng lặp đơn. Thì các em nhớ rằng là lúc này ấy, mấu chốt của phương pháp là vòng lặp đơn ấy. Từ cái phương trình là x bằng g1, y bằng g2 và z bằng g3 thì chúng ta thấy rằng là x sau thì bằng cái hàm g1 của x, y, z trước. Y sau cũng bằng hàm g2 của x, y, z trước và z sau bằng g3 của x, y, z trước. Có vậy thôi, thế vào công thức này. Thì cái bảng của chúng ta có cái hình dạng là như thế này. Vậy thì các em cũng lập cho thầy một cái file Excel mà ở đó chúng ta sẽ có ba cái sheet là lặp đơn, thứ hai là Gauss Seidel và thứ ba là Newton. Được chưa nào? Đấy. Thế thì trong bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ bày cho các em vì là chúng ta sẽ có nhiều những hàm phức tạp. Thì do đó thầy sẽ bày cho các em cái cách mà chúng ta sẽ lập những cái hàm của chúng ta, hàm người dùng trên cái môi trường là Visual Basic của nó đi kèm tích hợp với lại là Excel. Thì đầu tiên các em sẽ ấn tổ hợp phím của thầy là Alt F11. Alt F11. Thì nó sẽ hiện ra cho em là cái Microsoft Visual Basic. Ở đây sau đó em ấn chuột phải vào cái chỗ này và cái chỗ phía dưới chỗ trắng này em ấn cho Insert cho thầy và em chọn là Module. Thì trong cái chỗ này ấy, thì các em sẽ có cái môi trường để em tạo ra cái hàm, tạo ra những cái hàm người dùng. Thì ở đây ấy, thì đối với bài toán này thì thầy sẽ lập ở đây là thầy sẽ lập ba ba hàm. Hàm thứ nhất là hàm F1, F2, F3. F1, F2, F3 là chính là cái hàm đề bài cho. Đây F1, F2, F3 là ba cái hàm này. Được chưa? Sau đó thầy sẽ lập thêm là ba hàm G1, G2, G3. Đó là ba đã là 6 cái hàm vừa đủ để lát nữa chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cái này. Thế đầu rồi đầu bắt đầu này, đầu tiên ta sẽ là tính cái hàm F1. Thì thầy sẽ để cái này ở đây. Hàm F1 của chúng ta nói chung là hàm F1 nó đều là những cái hàm số mà phụ thuộc vào
Phụ thuộc vào cái gì nhỉ? Vào ba biến x, y, z. Do đó thì chúng ta sẽ viết như sau. Rồi, em sẽ ấn là function, function. Chữ F đầu viết hoa. Sau cái function này thì là sẽ tên hàm. Vậy thì thầy sẽ ghi đây là hàm F1. Thầy ghi là hàm F1. Rồi mở ngoặc ở bên trong là sẽ là những cái argument, sẽ là những cái đối số. Ở đây chúng ta sẽ có là x, y và z. Ở đây em cứ viết hoa đi, bởi vì nó sẽ tự động đưa mình viết hoa đấy. Rồi, thì khi mà em có cái hàm này rồi thì ở phía dưới nó sẽ ghi là end function, được chưa nào? Sau đó thì ở đây thầy xin giới thiệu cho các em cái trang web, đó là những cái hàm nào mà hàm toán học và lượng giác mà sử dụng trong môi trường Visual Basic, được chưa? Trong môi trường Visual Basic thì nó sẽ là cái hàm như thế này. Thế đầu tiên á, để các em muốn test thử thì thôi rồi chúng ta sẽ làm luôn vào cái bài của chúng ta. Như vậy là đây là ABS là chỉ tuyệt đối này. Đó, ATN là octang này, thấy chưa? Cos này, hàm E mũ này. Đó. Rồi là fix về cái phần mà số nguyên của một số. Sau đó là số nguyên. Rồi nói chung là log, logarith vân vân. Đấy đại loại là những cái hàm mà cơ bản của chúng ta trong môi trường Visual Basic. Thì cái trang web của nó là đây. Đấy, em có thể tìm được. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng ở đây thì em thấy này. Thì cái hàm này thì thầy đơn giản là thầy chỉ để tính nó thôi, thì thầy sẽ quay về cái giá trị mà thầy cần tính, hiểu chưa nào? Thì hàm F1 ở đây thì thầy sẽ bằng này, bắt đầu này. Em để đây là -4 nhân cho này x bình phương. Thì x bình phương á, bình thường người ta sẽ có cái số mũ như này đúng không? Nhưng đây nó không được như vậy, viết thế này nó không có hiểu đâu. Thì bình phương thì hoặc là em sẽ viết như thế này là nhân cho x thêm nhân lên như cho x nữa, hiểu chưa nào? Đấy. Rồi, sau đó thì là cộng cho là 2, em nhân cho là y, nhân cho y, được chưa? Rồi cộng cho là 3, nhân cho là z, nhân cho là z. Sau đó cộng cho là x, nhân cho y, cộng cho là 9, nhân cho x, nhân cho z. Cộng cho 8, nhân cho z, trừ 4. Đó, hàm F của chúng em là như vậy. Rồi. Sau đó em đóng lại. Rồi. Thì cái mô đun của em ở đây nó như thế này. Rồi tiếp tục này em có thể làm tiếp cái hàm tiếp theo. Hàm F2. Ở đây hàm F2. Copy xuống. Thì ở đây em sẽ có hàm F2, F2 của em từ này. Rồi em đổi lại này 6 này. Chữ 6 này. Tiếp theo là trừ 4 này. Viết thì mình viết nó xa xa nhau ra thì nó tiện. Mà tự nó cũng đổi lại cho mình đấy. Ừ. Sau đó là 4y này, sau đó cộng cho 4z này. 4z bình này. Sau đó là cộng cho 6. Hiểu chưa? Cộng cho là 6. Nhân cho là xy rồi trừ đi 4. Trừ đi 4. Nhân cho là yz. Ở đây là x yz, nhưng mà xz thì ta đổi là y. Và cuối cùng là trừ 4 yz này. Trừ 4 yz, sau đó là trừ đi z. Trừ đi. Trừ đi z. Đây là ghi 1 được. Và cuối cùng là cộng cho 39. 39. Rồi bây giờ các em muốn thử nhỉ, các em muốn em cứ ấn nó đi. Rồi bây giờ giả sử như thầy có đây là ba số này là 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này, đấy chưa? Rồi. Bây giờ thì bằng này. Bằng thì bây giờ là hàm F1 thầy có đây rồi. Bắt đầu đây là 1 này. Các em chú ý là thầy nhắc lại là tùy từng phiên bản Excel, những phiên bản của thầy là ở trong cái này là dấu chấm phẩy, bên phản của các em là nếu mà chấm phẩy nó có lỗi tức là dấu phẩy, đấy chưa nào? Rồi, x2 là cái này. X3 là cái này. Đóng ngoặc lại rồi enter nó tính ra được là 80, hiểu vấn đề chưa?
rồi là hàm F2 này bằng này, hàm F2 này. Đó, bắt đầu lại này. Bây giờ em chọn cái thằng này là x cũng được. Y em chọn thằng này. Z em chọn thằng này, chẳng hạn dụ thế, đóng ngoặc lại bằng nó tính ra được cho các em. Đó, các em hiểu vấn đề chưa? Đó, vậy là cái hàm của các em nó lập ra thì đã được rồi. Vậy mở lại là nhớ là ăn F11 này, mở lại môi trường cho các em, view này. Rồi, mở lại module này ra. Ta lập nốt hàm F3. Lập nốt hàm F3. 3 ta có là 0 nhân cho x bình trừ đi 3 nhân cho y bình, được chưa, cộng cho là 0 nhân cho z bình. Rồi sau đó là 4xy trừ 8yz trừ đi 8yz cộng 9y y trừ đi 2 nhân z cộng cho 20. Đó, đó là hàm F3. Sau đó ta có hàm G1 này. Hàm G1 được chưa nào? Rồi, thế thì giờ hàm G1 chúng ta quay lại này. Đây, G1 đây. Phương án 3 là cái phương án mà chúng ta chọn. Đây, G1 đây. Rồi, như vậy sẽ là 1 phần 8 y là y chia 8 này cộng cho là 9z chia 8, được chưa, 9 nhân z chia 8 trừ đi này. Ở đây là một cái căn chia 8, thì căn này là căn, thì các em nhớ là cái hàm của chúng ta là căn này là gì, sqr thôi nhé, không có chữ t nữa. Bình thường thì trên MATLAB thì là sqrt, trong Visual Basic ấy thì, hay thậm chí là kể cả trong cái Excel của em thì cái nếu mà nhập ở những cái ô thì nó sẽ là sqrt, còn đây thì chỉ là sqr thôi. Đây là môi trường Visual Basic này, sqr thôi. Sqr đấy chia 8 này, được chưa? Trừ. Rồi bên trong của nó thì sẽ là gì? 33 nhân cho y bình này. Được chưa? Cộng cho này 1.29 này nhân này z bình này. Cộng cho này 18 nhân này y nhân cho z cộng cho 1.28 nhân cho z trừ đi 64. Cho lại lần nữa 33 y bình cộng 1.29 z bình cộng 18 y z cộng 1.28 z trừ 64, tất cả chia 8. Đúng rồi. Rồi tiếp tục là hàm G2. Hàm G2 thì chúng ta sẽ có là 3 phần 4 y và 3 phần 4 x. 3 nhân cho này x chia 4. Tiếp tục này, trừ đi z trên trừ đi 1 z chia cho 2 trừ đi s square cộng cho sqrt chia 4. Cộng cho sqrt chia 4. Rồi, bên trong ta sẽ có là trừ 15x bình trừ đi 15 nhân cho x bình cộng cho 20z bình, 20 nhân cho z bình trừ 12xz trừ đi 12 xz trừ 4z
cộng 156. Hàm G2 của em đó. Được chưa? Rồi cuối cùng là hàm G3. Hàm G3. Ba ta sẽ có là một cái ngoặc chia cho là một cái ngoặc 8 nhân cho là y cộng cho 2. Được chưa? Tại vì là 2 nhân cho 4 y cộng 1 mà. Rồi trên này tử này 3 trừ đi 3 nhân cho này y nhân cho y cộng cho là 4 nhân cho x nhân cho y cộng cho 9 nhân cho là y cộng cho là 20. Đó thì đến đây chúng ta đã định nghĩa được xong hoàn toàn là 6 hàm số được em. 6 hàm số ta định nghĩa rồi, nó rất là tiện lợi. Thế nào? Rồi ta đóng lại. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hưởng thụ nó thôi. Như vậy thì ở đây là các cái vòng lặp chúng ta sẽ có là từ 1 cho đến 2 vân vân. Chưa nào? Thì như vậy thì em sẽ có được là điểm khởi đầu á sẽ là 0 này, 3 này. 0 này, 3 này, 2 này đúng không? 0 3 2 là z. Thì lúc này thì các em sẽ tính cho thầy là cái hàm đến là kiểm tra thôi. Là hàm F1 thì em ghi là bằng này, hàm F1 x của em là đây. Y của em ở đây. Z của em ở đây. Này nó rõ ràng rồi. Không phải bàn cãi gì cả. Hàm F2 thì bằng này. Hàm F2 x y z. Hàm F3 x y z. Rồi bây giờ delta x gì ấy, thì delta x gì này ấy, thì là ban đầu chưa có nhé, ban đầu chưa có. Còn cái thằng thứ sau ấy, thì là căn của cái thằng. Ok đây ta tính sau. Rồi bây giờ là vấn đề này, bây giờ x sau này. X sau thì nó bằng cái hàm g của cái x y z trước, hiểu vấn đề không? Bằng này. Đây là bằng hàm g1 này. Hàm g1. Hàm g1 rất là tiện luôn. Hiểu không? Hàm g1. Hàm g1 của gì? Của thằng này. Của thằng này. Y z này. Thấy chưa? Thấy thấy nó giống bằng này chưa? Rồi bằng này. Với tương tự thì ở đây thì y ấy thì nó sẽ bằng hàm g2. Hàm g2 của này 1 này. X y này. Z này. Đó, vậy thôi. Hàm g3. G3 của x này. Y này. Z. Đấy, thì bằng đây. Còn ba cái thằng này thì em sẽ copy nó xuống. Hiểu chưa? Rất là dễ. Rồi bây giờ ta mới tính này, bây giờ cái chuẩn này, cái norm của cái delta x là gì? Đó là sqrt bằng này sqrt. Cái này thì em có thể lập hàm mà không lập hàm cũng được. Được chưa nào? Sqrt là căn của này. Căn của cái gì? Căn của cái thằng bình phương này. Của thằng x sau. Đấy nhá, x sau này. Là đây. Trừ đi x trước này. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy. Cộng cho này. Cộng cho này. Được chưa? Cái này là y sau trừ y trước, y sau đây. Trừ đi y trước đây. Và cuối cùng là đây là z sau. Đây. Trừ đi z trước. Đây. Thấy chưa? 1,98 gì gì đây này. Đấy, thấy chưa? Rồi bây giờ cái
delta hàm f, à, cái norm hàm f, norm hàm f bằng này cũng là sqrt. Bây giờ là cái bình phương này cộng này, bình phương này cộng này, bình phương này f sau, f1 sau trừ đi f1 trước, f2 sau trừ đi f2 trước và f3 sau trừ đi f3 trước. Đúng rồi. Vậy em thấy rằng là đến đây thì rất là đơn giản thôi. Đấy thì em muốn vào như vòng lặp cũng được, và em cứ chỗ này ta có đầy đủ rồi thì ta kéo xuống đây thôi. Ví dụ như ở đây trong slide thì thầy làm đến đây là đến tận là 20 vòng lặp đúng không? Hai mươi vòng lặp thì em bôi rồi kéo xuống đây là xong. Mình tra lại xem là tương xứng chưa, hoàn toàn là giống hệt rồi các em thấy chưa. Đấy cũng phải này là bao nhiêu, không phải 4925, không phải 4925 đó, hoàn toàn chính xác rồi kìa đó. Như vậy thì đấy, đây là phương pháp lập đơn, phương pháp lập đơn với phần mềm Excel ta đã làm xong chưa. Đấy đây chúng ta sang Gauss Seidel các em. Gauss Seidel thì nó cũng giống hệt như thế, nhưng mà đây là cái gì, đây là ấy này, à đây đây, đây là đơn giản là đơn thì Gauss Seidel là ngay sau. Chỉ có điều là à cái khác biệt của Gauss Seidel ở chỗ là với cái đầu tiên là x gì sau á thì hoàn toàn là bằng hàm g1 của x gì trước, à, x trước y ra z trước, nhưng mà cái y sau á, y sau thì lúc này em thấy là x gì ta có rồi, cho nên là nó sẽ bằng là cái hàm g2 của x sau luôn, và y và z thì trước. Nhưng mà khi tính cái hàm z ấy, thì z lại bằng cái hàm g3 của x sau và y sau, tại vì x sau ta tìm được rồi trước rồi, chỉ có mỗi cái z cũ là ta phải dùng thôi, hiểu vấn đề chưa. Đó thì bây giờ ta cũng đây định dạng của nó cũng như thế này, đây thì định dạng của nó như thế này, ok 1 này, 2 này, ok này, 0 này, 3 này, 2 này. Ở đây thì à, cái việc mà tính hàm f thì thầy hoàn toàn là thầy copy được ở cái phương pháp lập đơn, cho nên là thầy copy vào. Chỉ duy có cái em chú ý này. Như vậy là đây bằng này, hàm f hàm g1 này. Hàm g1. Đúng chưa? Hàm g1 của này. G1 của này x trước. Tại vì đây là cái x đầu tiên thì cũng không ta không có được cái xz nào cả, nên ta phải buộc phải dùng ba cái hoàn toàn là cái trước. Nhưng mà khi mà đến y á, thì lúc này ta có x sau rồi này, bằng này hàm g2, được chưa, hàm g2. Nhưng mà của này lúc này x thì không là x trước nữa mà là x sau, bởi vì ta x sau ta có rồi, chỉ có duy có là y sau y trước thì ta chưa có z, cho nên ta cũng chưa có nên ta phải dùng thôi đó, được chưa. Nhưng mà đến đây ta tính z thì ta lại thấy là bằng này hàm g3 này, được chưa. Lúc này thì x có rồi, y có rồi, mỗi z đằng trước là chưa có, ta thật buộc phải dùng, được chưa. Cái chỗ này thì ta là cóp lại và cái công thức này thì ta hoàn toàn là ta cóp được từ cái thằng này. Các em cứ cóp vào đây thôi. Rồi kích thước nó hệt giống hệt nhau. Rồi như vậy thì đến đây thì ta sẽ có là nhiều vòng lặp đấy, à, cũng không nhiều vòng lặp lắm. Đại giả sử như vậy thì đây ta cóp này, bắt đầu có đồ đủ rồi này, ta kéo nó xuống. Đến khi mà cái thằng này mà cái delta này nó nhỏ thế là ok rồi đấy. Đấy thí nghiệm, nói chung là nghiệm của em sẽ là trừ một này, 2 và 1 đấy. Cái chỗ này thì hoàn toàn là nó chính xác rồi đấy. Thích thì ta ấy thêm, nói chung là cái độ đội tụ nó là tốt rồi.
Đấy thì nói chung là chúng ta đã làm bằng phương pháp Gauss Seidel. Được cái là chúng ta đã sử dụng được là cái hàm mà chúng ta đã viết. Cho nên là việc tính toán này kia nó cũng rất là nhanh, rất là nhanh. Chúng ta sẽ cái phương pháp Newton. Thì phương pháp Newton ở đây thì các em chú ý rằng đầu tiên là các em phải tính cái ma trận Jacobian. Nhắc lại là ma trận Jacobian ở đây là của hàm F. Như vậy thì cái hạn từ đầu tiên là em đạo hàm hàm F1 theo biến X. Sau đó đạo hàm hàm F1 theo biến Y, theo biến Z. Đạo hàm hàm F2 theo biến X, biến Y, biến Z, vân vân. Thì cái này với mỗi đề thì các em làm bằng tay nha. Thầy sẽ không bày cho các em làm cái gì nữa, mà bây giờ các em sẽ tính tay cho thầy. Và do cái hàm này nó không quá phức tạp, cho nên thầy nghĩ rằng là trong cái hàng này thầy cũng nghĩ là thầy cũng chả cần phải tạo cái hàm Vision Basic làm gì. Hàm Vision Basic thì khi nào mà cái hàm nó phức tạp thì mới dùng, chứ còn những cái hàm nhỏ lò nhỏ này thì thầy thấy thầy cũng không chả đáng. Thế do đó thì ở đây á thì cái mẫu của chúng ta thì thầy đã cho các em đây rồi. Thì ở đây thì x thì ban đầu là 0, sau đó là 3, là 2. Sau đó hàm F1 này, F1 thì được dùng cái hàm, được dùng hàm x thì ở đây, y ở đây, z đây, tính rồi bằng hàm F2 x. Hình như ban nãy thầy nhầm nhỉ, đây là B2 B3 B4, B2 lỗi em nhé, B2 B3 B4 đó bằng này hàm F2 x này, đừng có nhầm nhá, đừng sức cẩn thận, B Y này rồi Z cũng bằng bằng hàm F3 X Y Z. Rồi bây giờ F phẩy 1X này, F phẩy 1X là cái gì? F phẩy 1X ở đây thì nó là bằng là trừ 8X cộng Y cộng 9Z này, bằng đầu bằng này. Hàm nó đơn giản nên thầy cũng chẳng phải lập hàng nữa, trừ 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 8 nhân cho là x đây, rồi là cộng cho y, rồi là cộng cho 9 nhân z này thôi, sơ sơ này. Sau đó lên hàm 1 y 1 f 1 phẩy y, f 1 phẩy y đây thì bằng x gì cộng cho 4 nhân cho y. Tiếp tục hàm này là F1,Z 9 nhân cho X cộng 6 nhân cho Z cộng cho 8. Theo là F2,X trừ 12 nhân cho X cộng 6 nhân cho Y. F2,Y bằng 6 nhân cho X trừ 8 nhân cho y trừ 4 nhân cho z. F2 phải z thì bằng là trừ 4 nhân cho y cộng 8 nhân cho z trừ đi 1. F3 phải x 4 nhân cho y bằng 4 y. F3 phải y bằng 4 nhân cho x trừ 6 nhân cho y trừ 8 nhân cho z cộng 9. Đó. Cùng là F3 phải z là trừ 8 nhân cho y trừ 2. Đó. Tra lại xem nào. 42 đúng rồi, trừ 7, trừ 32, 21, 12, 20, 18, trừ 32, 3, 12, trừ 25, trừ 26 đúng rồi các em. Rồi tiếp tục này. Và đó là cái định thức của J1X. Định thức của J1X thì các em thấy là F, đây này, đây J1X này, là F2, y bằng này. F2, y thì mình có đây rồi, F2, y đây.
đem nhân cho là F3 phẩy Z, F3 phẩy Z đây. Rồi chưa? Rồi trừ đi là cái này, nhân chéo này, cái này nhân cái này này, rồi trừ đi cái thằng này nhân cái này là F3 phẩy Y. F3 phẩy Y đâu? F3 phẩy Y đây. Nhân cho là F2 phẩy Z. F2 phẩy Z đâu? F2 phẩy Z đây. Rồi tiếp tục này. Định thức của J1Y, J1Y đây bằng này. F2 phẩy Z đâu? F2 phẩy Z đâu? Đây. Nhân cho F3 phẩy X. Được chưa? F3 phẩy X. F3 phẩy X đâu? Đây. Trừ đi F3 phẩy Z. Đây. Nhân cho là F2 phẩy X đâu? F2 phẩy X đâu? Đây. Tiếp tục này. 1Z này bằng này. F phẩy 2X. Nhân F3 phẩy Y. Đây. Trừ đi F3 phẩy X. Nhân cho F2 phẩy Y. Đây. Tương tự. Bằng này. Định thức của J2X này, F3 phẩy Y. F3 phẩy Y đây. Nhân cho F1 phẩy Z. Đây. Trừ đi F1 phẩy Y. Nhân cho F3 phẩy Z. Đây. F3 phẩy Y. Đây. Nhân cho F1 phẩy Z. Đây. Trừ đi F1 phẩy Y. B. Đây là B. Rồi. Tiếp tục. Định thức là J2Y bằng F3 phẩy Z. Nhân cho F1 phẩy X. Trừ đi F1 phẩy Z. Nhân cho F3 phẩy X. J Z là bằng F3 phẩy X. Nhân cho F1 phẩy Y. Trừ đi F1 phẩy X. F3 phẩy Y. Rồi, cuối cùng là J3X bằng F1 phẩy Y. F2 phẩy Z. F2 phẩy Y. F1 phẩy Z. F1 phẩy Z. F2 phẩy X. F2 phẩy Z. F1 phẩy X. Và cuối cùng là đâu rồi? F1 phẩy X. Đây nhầm. F1 phẩy X đây. F2 phẩy Y. F2 phẩy X. F1 phẩy Y. À, kiểm tra lại lần nữa xem nào. Hôm nay ta kiểm tra được rồi là chỗ F3 phẩy Z rồi. Là trừ 26 rồi, bây giờ 907, 95 cho 04, trừ 66, trừ 188. 786, 669, 676, 297, 988, đúng rồi các em ạ. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ đến lượt là cái định thức này. Định thức này. Rồi, cái này thì bắt đầu bằng này. Và em để ý này, theo cái công thức mà tính định thức này, như vậy là sẽ là F1 phẩy X, đúng chưa? Đây. Nó to to là thì F1 phẩy X này. F1 phẩy X đâu?
F1,x đây nhân cho cái e này đến là F2,y, F2,y đây, nhân tiếp cho thằng dưới cùng này là F3,z rồi, cộng tiếp này cái màu đỏ là cộng B nhân cho đây, về đây là F1,y nhân cho ở đây là F2,z, nhân tiếp cho cái thằng này là ở đây em thấy là A B lặp lại đến sau đó đến B E, tức là B E này là H đây, ở đây tức là F3,y nhân cho F3,y đây, cộng tiếp cho cái nữa đó là C ở đây tức là F1,z, F1,z đâu rồi đây, ừ. Nhân cho D, D thì đây F2,x, F2,x rồi sau đó là nhân cho này là h, h ở đây là giữa này là F3,y hả, F3,y rồi sau đó là trừ đi. Lúc này là C, đây. Đây là F1,Z. Chưa? Nhân cho giữa này F2,Y. Nhân tiếp này là G, đây là F3,X. Rồi trừ tiếp. A đây là F1,x. Nhân cho C. Nhân cho F2,z. Rồi nhân cho H ở đây. F3,y. Rồi. Cùng trừ lại cái nữa là B. B ở đây tức là F1,y nhân cho là D, để đây tức là F2,x và cuối cùng nữa là chỗ này tức là F3,z. B B đó, ta cùng kiểm tra lại xem này. Rồi, chỗ này là ta sai rồi này, ta kiểm tra lại chỗ này. Ta cùng tìm lỗi xem sai ở đâu thì các em thấy rằng là đây. A tức là F1,x. F1,x. F1,x tức là B8 đúng rồi. Sau đó là đến chỗ này là C, đây là F2,y. F2,y là 12 đúng rồi. Sau đó đến cái thằng dưới này, cái này là F3,Z. Tức là 16, B16 đúng rồi. Tiếp tục cộng này. B ở đây tức là F1,Y. F1,Y tức là B9 đúng rồi. Sau đó là em nhân cho này là gì? Tức là F2,Z, F2,Z tức là B13 đúng rồi. Sau đó nhân cho G ở đây thì tức là F3,X. F3,X ở đây thì tức là B14, à đây là thầy nhầm B14 này. Tôi chắc là đúng rồi đấy, đấy em thấy không? Đây là 23775. Đúng rồi các bạn. Đó. Rồi. Ở đây chúng ta tính cái h này. Cái h này. H ở đây thì em thấy là từng hàm bằng F1 này mà trừ này. Trừ này. Bằng này trừ này. Đối của này. Tất cả cái này em chia cho cái
cái định thức của G đây rồi. Rồi. Thế trong này trên tử này F1 hàm F1 nhân cho là cái F1 này, hàm F1 này nhân cho là định thức của G1 1x. Được chưa? Đấy, F1 đâu? F1 đây. À, đem nhân cho là định thức của G1x đây. Nó cộng cho hàm F2. Hai đây. Đem nhân cho là định thức của G2x. G2x. Đây. Sau đó cộng cho là F3. Nhân cho là định thức của G3x đây. Để kiểm tra xem nào. 7,4776. Đúng rồi. Rất tốt. Tiếp tục này, giờ k này thì bằng này trừ này. Đúng chưa? Trừ này. Của cái này chia cho là định thức đây. Gì đây? Ở bên trong này. Hàm F1 này. F1. Đây. Rồi đem nhân cho thằng định thức của G1Y. G1Y đâu? Đây. Rồi cộng cho hàm F2. Đây. Đây là B6 đấy. Nhân cho là G2Y. Đây. Cộng cho là F3 là B7. Nhân cho 3y. Định thức là gì? 3y. Rồi 722. Đúng rồi đấy. Và cuối cùng là cái L này bằng này. Thì bằng chia cho này. Trên này là hàm F1. Đây. Em nhân cho là định thức của G1 một G G1 Z. Một Z đây, cộng cho này. Hàm F2 nhân cho G2Z. Đây. Cộng cho hàm F3. Nhân cho G3Z. Đây. Trừ 0,88. Đúng rồi. Rồi sau đó thì các em thấy rằng là gì? Các em thấy rằng là ở cái x sau á, x sau em để ý là công thức là gì đây, x sau á thì bằng là x trước cộng cho h trước, được chưa? Đây thì em ghi bằng này, x sau này thì bằng x trước này cộng cho là h trước, h trước đây các em. Vậy thôi. Rồi y sau thì bằng là y trước cộng cho là k trước, cuối cùng là bằng này z trước cộng cho là L. Vậy thôi. Được chưa? Còn lại thì nói chung là em bôi đây. Mọi người em đi sang bên tay phải này thôi. Và đến cái chỗ này thì em bằng này. Bằng này. S square của là cái thằng x gì sau là này bình phương này cộng cho cái này bình phương này cộng cho cái này bình phương này, trong đó thì là x sau chữ x trước, x sau đây trừ đi x trước đây, được chưa? Y sau đây trừ đi y trước đây. Z sau trừ đi Z trước. Đây.
đúng rồi đấy, hoàn toàn chính xác rồi các em. 36 rồi. Và cuối cùng là cái norm của hàm F thì em thấy là bằng này. S square t. Ở trong này thì là một cái bình phương cộng cho một cái bình phương cộng cho một cái bình phương. Ở bên trong này thì là F sau F1 sau trừ đi F1 trước cộng hàm F2 sau trừ đi F2 trước. Cộng này F3 sau bằng F1 sau trừ đi F1 trước F2 sau trừ F2 trước F3 sau trừ đi F3 trước. Rồi, rồi xong rồi các em. Xong cái chỗ này rồi thì em muốn kéo nó mấy vòng lặp cũng được hết ạ. Hiểu vấn đề không? Rồi, ôi. Rồi. Kinh nghiệm cuối cùng của em là trừ 1, 2 và 1, được chưa? Đến chỗ này thì cái này là sai số nó rất là nhỏ rồi. Đấy. Cái sai số này này là rất là nhỏ rồi. Đấy. Thì nói chung thì kết quả là đúng rồi đấy các em. Đó, sai số đấy rất là nhỏ. Vòng lặp số 5. Đây vòng lặp số 6. Đấy. Kết quả là nghiệm là cái này trừ 1, 2, 1 đến đây nó đã có rồi. Trên em là lập 6 đấy thì đấy là cái phương pháp Newton mà các em cần phải nộp cho thầy, báo cáo kết quả cho thầy. Thầy đã hướng dẫn cho các em xong 3 phương pháp này thì các em cố gắng làm trong cái đề bài của mình nhé. Chúc các em thành công.